Hớ ra là đòi đi khách sạn à? Có phải là ảnh không có đàng hoàng không? Không nha. Ảnh mà ham muốn bạn á là điều cực kỳ tốt cho cái mối quan hệ của bạn á. Không ham muốn á mới là bất thường. Tại sao biết không? Khi mà ảnh không ham muốn bạn á thì nó rơi vào ba cái trường hợp sau này. Một á là ảnh yếu. Hai á là ảnh ham thích bạn không có đủ lớn. Ba là ảnh thiếu tự tin trước bạn, nghĩa là ảnh không có tương xứng với bạn đó. Nếu như mà ảnh có một trong ba cái dấu hiệu trên á thì bạn sàng lọc đi nha. Tại vì nếu như mà đến được với nhau á thì tình cảm nó cũng cứ chán chán rồi bỏ à. Cho nên cái việc bạn cần làm bây giờ á, khi mà nhận ra ảnh rất là ham muốn bạn, đó là gì? Đó là hãy đón nhận những cái ham muốn của ảnh á như là cái việc rất chi là tự nhiên, không hề phán xét, không hề tỏ ra sợ hãi nha. Luôn tôn trọng, luôn công nhận những cái việc mà ảnh làm cho em. Tuy nhiên, chỉ có một điều á, là những cái ham muốn của ảnh á, chưa phải đến lúc thôi. Bạn nữ nào á, mà hành xử được như vậy á, thì chắc chắn á, cái tình cảm, tình yêu mà anh ấy xây lên trong bạn á, sẽ ngày càng lớn dần hơn đó.